Xin chào cả nhà mình nha. Hiện tại bây giờ là chồng Ngọc với Ngọc đang có mặt ở trong một cái, đây là một cái tiệm bưu điện gọi là UPS. Thì tới đây là để mình làm một cái tờ giấy để mình ủy quyền cho ba với mẹ Ngọc dẫn chạy về Việt Nam á. Cái chỗ này thì Ngọc cũng không biết chỗ này có công chứng luôn nha, mà chồng Ngọc anh tự tìm ra giống như notarize vậy đó. Ảnh lên mạng ảnh search coi cái chỗ nào công chứng gần nhà nhất thì lòi ra cái chỗ này, cũng cách nhà mười mấy phút lái xe. Thì mình sẽ lên mạng mình in một cái form cho tất cả các cô chú anh chị nào mà cho con về Việt Nam mà không có ba mẹ đi chung á. Nó có một cái form miễn phí, mình lên mình in cái form đó ra, mình điền tất cả các thông tin vô, xong rồi mình đi tới một cái chỗ nào đó để mình công chứng nó, rồi là mình sẽ đưa cho cái người nào mà dẫn bé đi á cái tờ giấy đó với lại cái khai sinh của bé. Thật sự ra thì chuyến trước mà chay về thì không có ai hỏi về những cái giấy tờ này hết, nhưng mà để chắc ăn thì mình phải có. Ông bà cô chú coi này nha. Em bé làm gì em bé? Ôi trời trời. Đó, ông bà cô chú thấy chưa? Em là bây giờ rất là siêng năng dọn dẹp, lau chùi, phụ ba, phụ mẹ. Mà có một cái là khi em lau chùi nó hơi bị hao phí lãng thôi. Có một chút xíu mà em nó xịt muốn hết nửa bình. Cười. Ủa có hiểu mẹ nói gì không cười? Dạ có hiểu. Nói lớn lên. Có hiểu mà. Dạ có hiểu mà phải không? Đó thấy chưa, rồi lau á là lau chỉ lau nửa chừng thôi. Ở dưới nước không kìa, không lau. Lau bên trên thôi rồi thải cái khăn coi kìa, thấy chưa? Lau vậy mà đòi lau. Đó. Mày là hay chưa? Con mình chạy xe đạp được không mẹ? Được con lấy con chạy đi. Lấy cái chân đá chống lên với ai, lấy cái tay. Con không biết hả? Không có biết hả? Không biết rồi gió mẹ chỉ đó, mong mốt làm. Rồi chạy đi. Quá trời hay luôn. Trời này nè, cái thời tiết như vậy nè. Đó, bà ngoại đang tưới cây nè. Thôi thôi thôi, đừng đập, nhắm mắt lại giùm cái. Đập đi, nhắm mắt lại được luôn. Ở trong mình ít xe nên nó hả, chịu cây nó đạp xe rồi. Thì ở trong đây khỏe không bà cô chú ơi? Này mà ở gần gần ngoài đường chắc sợ lắm. Ôi trời ơi, dục xe đạp nó vậy á. Rồi, rồi, ngoại ok, cho con làm đi. Thấy vậy là khoái quá rồi, dục xe đạp luôn mà. Ôi trời ơi, coi chừng trúng mẹ nha. Rồi thôi, chút thôi, nghe nhiều quá là nó. Mẹ đem con lắc đi. Thôi. Nước lạnh lắm mấy chị ơi. Qua đây. Không giỡn. Rồi vậy thôi, mô mốt chiều cho con chay nó tưới cây đi ngoại. Rồi đó. Không có làm cái gì mà bền hết á ông bà cô chú ơi. Không có bền. Mẹ Ngọc mới trồng thêm được chậu ở đây. Hai cây mai của Thanh cho. Ủa mai tứ quý hả mẹ? Ừ, mai tứ quý của Thanh cho. Trồng ra đó luôn cho rồi. Chiều là tưới cây nó mát. Cây mai tự nhiên, cái mai mình tự nhiên có bông nữa mẹ. Ngộ thì nó rụng, cả tự nhiên nó rụng hết cả đợt luôn á chứ. Nó còn nụ lại, còn ra bông. Giờ tự nhiên ra bông. Cây bông giấy cũng vậy nè. Bông giấy quá đẹp. Coi chừng lá kỳ ngang. Ủa sao không đi ra phụ ba lau xe nữa đi. Nhảy không à. Đi mô mốt đi làm mà nhảy công việc vậy. Rồi chắc ta đuổi luôn á chay. Mẹ cái này không có lên. Con đang ăn cái gì con? Dâu với whipped cream mẹ. Dâu với whipped cream à. Hồi đó ăn hết dâu nghe. Whipped cream thấy hết rồi mà dâu chưa hết á. Thích ăn dâu với whipped cream lắm ông bà cô chú. Thường thường thì ăn dâu không cũng được, mà nay có whipped cream cái bài đặt thèm ăn chung vô. Là mặc bộ đồ Doraemon đẹp ghê không bà cô chú? Cái này là cô chú tặng nè, bữa về Việt Nam cô chú tặng bộ đồ Doraemon, bữa nay mặc là đúng vừa luôn á. Cái lúc mà ông bà cô chú tặng thì nó hơi bự. Nay là em mặc vừa nè. Ôi trời trời, cái khăn giấy đâu con? Đi xuống lấy khăn giấy. Xuống lấy khăn giấy chùi. Chồng Ngọc anh mới vừa mở ra cái thùng này dùm cho Ngọc. Ở trong đây là có cây đàn. Người ta mang tới mà Ngọc cũng không biết đem cái gì luôn á. Cái đàn này là mọi người biết làm sao không? Làm sao con? Có kẹo. Cái kẹo này ở đâu ra? Ở trong đó ra. Ở đó là ở đâu? Ở trong piano ra. Piano đâu, cái đàn.
Cây đàn này ba biết làm sao không ba? Dạ không. Chú Thắng á. Chú Thắng nhờ con mua giùm chú Thắng cây đàn này đem về. Chú Thắng thì là chú ruột của Ngọc, là chú Ngọc thứ 9, ba Ngọc thứ 4 á. Thì chú rất là mê chơi đàn, chú là chơi đàn cho những cái bữa tiệc rồi này kia, sinh nhật, đám cưới rồi này kia, chú mê đàn lắm nên là chú nhờ Ngọc mua giùm cho chú một cái cây đàn này đem về, chừng nào về Việt Nam đem về cho chú. Hết rồi kìa. Ôi ông bà cô chú thấy em ăn hết không, rồi vô quá. đem xuống bồn rửa chén luôn coi. Quá giỏi luôn thiệt. Thế bây giờ á, cái này á thì con chú Thắng nói á là bà ở đằng sau này nó có mấy con ốc ở chỗ này nè. Ừ. Khi bắt đầu mở mấy con ốc này ra thì mình sẽ có cái lấy cái tay cầm này ra. Ừ. Xong rồi mình quấn vô quần áo á. Ừ. Quấn vô quần áo cái này với lại quấn vô quần áo cái này rồi mình đem về thôi. Ừ. Đơn giản vậy thôi. Wow. Chứ còn giờ đâu có còn cách nào nữa đâu ấy. Đúng rồi. Ngày xưa á. Ăn chút xíu nữa thôi ha. Hả miệng ra. Đó. Rồi bự ông bà cô chú thấy rồi. Quá ngày xưa đó là chú Bình của Ngọc ở bên Chicago á, là có khi mà làm nguyên một cái dàn trống về cho chú Thắng luôn. Ừ. Đẹp ba ba ha. Cái đàn đẹp ghê. Đẹp con đi qua bạn được không? Đàn này đàn guitar điện. Đẹp con đi qua bạn được không? Chạy theo ngoại đàn hai em chạy. Ba ngồi xuống đây, ba ngồi xuống ghế đi ba. Ngồi xuống ghế. Mẹ cho con đi qua bạn chơi. Rồi con lấy mang dép vô đi. Rồi con nói ba dẫn con qua nha. Mẹ con biết qua rồi mẹ. Hả? Mẹ dẫn con đi đi không? Nói ba dẫn con đi đi, mẹ đang quay ông ngoại cái. Nói ba dẫn đi. Tối nay bà già phải tham cho chú Thắng coi cái đi. Quá luôn. Rồi cái vài bữa nữa cái bỏ vô gỡ cái này ra cho chú coi cái cây nguyên vẹn trước đã. Ừ, cái này đúng rồi. Ha. Ừ. Con hỏi là con về chú có muốn con mua chú giùm chú gì không? Chú nói mua giùm chú cây đàn. Ok. Đẹp ha. Cả nhà mình nhớ là hồi bữa là Ngọc có ăn cái con cua bạch tạng rồi không? Với lại cái tôm mũ ni nè. Ở đây là có thêm tôm này, thuộc chai cái tôm này là từ cái lúc mà Ngọc ăn cái hộp nhẫn tôm tới giờ ăn không hết á, cái bỏ vô ngăn đá tủ lạnh á. Tới giờ cái có ăn canh á, ăn gì cái mình đem ra. Rồi còn ở bên đây á là cái hai cái càng cua đá sai khủng. À, có cái tay Ngọc này nó bự hơn cái tay Ngọc luôn á. Là Ngọc mua lúc mà cái tôm hùm hồi cái clip hôm qua luôn đó. Nên là hôm nay á là mẹ sẽ làm cái món mà yêu thích nhất của ba. Đây nè, đó mọi người nhìn thì cái này là biết gì rồi ha. 1, 2, 3. Hello, xin đến chào cả nhà mình nha. Hôm nay á, thì cũng như Ngọc giới thiệu đó, mình sẽ chiên cơm chiên cho gia đình ăn. Đó, cơm chiên á, là có đi Costco, có mình mua cái bịch mà đông lạnh sẵn nè. Đủ hộp ở trong đây hết, rồi có đậu, có cà rốt. Rồi giờ ở đây có hành, có tỏi nè, rồi có thêm vài cái lá ngò để chút cái mình trang trí ở trên cho nó đẹp mà mình ăn nó cũng thơm. Thì bây giờ mình sẽ đi chiên cơm nha cả nhà. Chiên cơm thì mình sẽ chiên theo cái cách chiên bình chuẩn thường. Chuẩn bị đi đâu? Đâu chuẩn bị đâu đâu? Có thấy một nhà ăn cơm. Thấy một cái ghế hỏi chuẩn bị đâu. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi chiên cơm cho gia đình ăn nha. Cơm này là phải mà mẹ nấu hồi tối hôm qua xong mày bẻ đi tủ lạnh ha. Ừ. Con nghe cô mấy cô chú mà chiên cơm mà chuyên nghiệp á. Ừ. Cô nói là nên làm vậy cặp tơ hộp cơm nó ra tơi đồ ngon lắm. Hộp cơm nó khô. Nhưng mà nếu mà mình chiên cơm á mà muốn cho cơm khô cơm ngon á thì mình sẽ mua gạo khô. Còn cái gạo nhà mình á thì gạo dẻo mà mình nấu nó hơi khô chút xíu thì nó cũng không có được khô nhưng mà cũng mềm cơm thì cũng ngon. Tôm này là mình sẽ xắt ra từng miếng hạt lựu Không muốn ăn gì? Ôi đâu kẹo nhiều dữ con. Nãy cái đàn guitar ngoài không biết sao mà tao bỏ kẹo vô trong đó. Dạ hả? Ta tặng chay nhưng mà được ăn một cục thôi nha. Còn một cục nào con lấy, cục nào con thích nhất con nghĩ con thích thì con lấy đi, còn lại con tự cất. Mẹ con muốn. Rồi, con ăn cái đó đi, còn con cắt cái kia đi. Đó, chắc làm vậy đó. Cái mình ăn cơm, cái mình trộn lẫn có tôm vô cũng ngon. Này là món này đơn giản hả ngoại ha? Ừ. Mà ba yêu thích, dễ ăn, cả nhà ăn được hết trơn. Này là tôm mũ ni mà nhìn cũng giống như tôm hùm luôn ha, không bà cô chú ha.
cũng là tôm luôn, cua luôn. Trời ơi, cái này là nguyên một cái con cua bạch tạng luôn, quá trời thịt ở trong này luôn. Cái này mà làm một nồi bánh canh nữa cũng hợp lý luôn. Mà biết sao, mình ăn bún nó cũng hơi ngán rồi. Nên là bữa nay làm cơm chiên đi. Ba nghe cơm chiên thì cảm thấy là ba rất là háo hức á. Cắt nhỏ tôm hủ ni ra luôn. Rồi nồi cơm chiên thì chất lượng luôn. Chảo dầu đã nóng rồi, bây giờ mẹ Ngọc sẽ bỏ thêm tỏi với lại hành vô xào cho nó thơm. Cái tỏi này còn nước không? Bây giờ mình sẽ bỏ thêm vô cái đậu á, rau củ này mình bỏ, mình mua trong Costco á, đông đá hết trơn, cái chừng nào mình muốn rang cơm mình cứ đem ra mình ăn. Cho luôn thịt cua đồ vô. Cua với tôm vô. Ủa mẹ, cái này cái càng của con cua hả mẹ? Nó còn nguyên thịt kìa. Cho hành tỏi chưa? Bớt ra hẳn. Cái con cái càng cua đá bên đây thì mình sẽ luộc lên cho nó nóng cái là xong, mà tại vì miếng này nó cũng chín nè. Chút xíu muối. Chút xíu muối. Đường. Đường. Chút bột ngọt. Chút bột nêm. Trộn đều lên. Này chú ý mình xào cho nó khô lại chứ ngoài ha. Ừ. Nó đừng có ra nước với cơm, nó không có bị nhão á. Lấy cái dĩa này bỏ vô. Dưới bên đây con. Hello everybody, xin chào các bạn. Hôm nay mẹ. Mẹ chiên cơm. Chiên cơm. Đâu mẹ xóc chảo giống cô Thanh đi mẹ. Mẹ sốc cái là không còn để ăn luôn á. Trời ơi, mình thấy chị bạn mình làm quá trời hay luôn cả nhà ơi. Chị bạn á thì nấu ăn trong nhà hàng á thì cũng lâu rồi, mà chị bạn làm cái tay chị nhẹ nhàng mà đồ ăn không bị rớt ra ngoài, nhìn nó quá quá hay, quá đẹp luôn. Giờ mình xào cũng khô rồi, thôi mình sẽ rút cái này ra ha mà ha. Con nghĩ là con nên tắt cái này vậy đi, nó nằm trong đây luôn cho nó nóng. Thơm quá. Rút ra để mình chiên cơm. Bỏ vô cái tô này đi. Nó nhiều, hồi nãy nó nhiều quá mình cũng chừa lại miếng đó nha. Mai mốt mình có nấu bánh canh. Còn không, hồi nãy là dung lên cái này luôn. Hồi nãy nhiều lắm. Bếp này nè, con Ngọc tắt rồi mà cũng còn sôi nữa nè. Tắt hết trơn rồi, không còn ngồi sôi đây nữa. Tiếp tục bỏ hành tỏi, hành tỏi vô tiếp. Thích nhất là tỏi phi với hành phi. Lên cái là đã. Thơm, ngon. Trứng vô, hai cái. Ngọc muốn ăn trứng mà có miếng miếng vậy nè cả nhà. Đó. Ngon. Dạo thì nó hơi dẻo mà. Nhưng mà dạo nhà mình ăn thì hơi dẻo, ăn với cơm với mấy món kia thì ngon. Còn mà để chiên cơm thì chưa biết hên xui à. Thôi con không có giúp mẹ được cái gì, giờ con làm nước tương chung với lại ớt. Cái này thì chỉ có ăn nước tương với ớt cắt thiệt cay vô thôi. Ngọc một thích ăn nước tương với lại nhiều ớt nha. Mấy trái ớt vô. Ăn vô miếng cơm chiên. Mặn 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 cắn vô miếng ớt cay. Trời ơi, trời ơi, ngon nè. Cái này mà có dưa leo nữa ngon nữa. Cơm mình chiên nó cũng tơi ra rồi nè. Thì hồi nãy á, thì mình trong cơm thì mình cũng có chút hạt nêm, chút nước mắm để cho cơm nó thơm á. Cua vô mình xào chung vô với cơm luôn. Trộn lên cho nó đều. Quá hành lá cho nó thơm. Cái trút ra cái dĩa thì mình sẽ cho vô miếng tiêu. Chín rồi cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ đổ cơm ra. Thơm tuyệt vời. Đó, ngoại thấy không? Nghề chơi cũng lắm công phu đó ngoại. Để mày làm cho. Hả? Mày làm hả? Ăn cho có đụng hạt tiêu cho nó thơm thơm ngon. Hello. Hello. Xin chào mọi người. Xin chào các bạn. Mời mọi người cùng ăn bữa cơm chiên hôm nay với Ngọc và gia đình mình nha. Múc giùm em đi. Wow. Quá ngon. Quá ngon luôn mẹ ơi.
Để chén múc đây. Cho Đường Huynh đi. Để múc nha. À, để Đường Huynh múc. Ok. Ngon quá. Rồi cho mẹ múc. Này cái món cơm chiên là cái món tủ của mình cả nhà ơi. Thích ăn cơm chiên lắm. Ngon really lắm. Spicy. Thì xin mời nha. Mẹ đi. Cay ha, chắc cay. 4 năm trái ớt luôn á. Cái này phải ăn ớt cay cay mới ngon. Cay mới ngon hả? Cay cay mới ngon, quá trời ớt. Còn ăn hết bằng ớt dữ à. Đó ngon. Chà, cái này mà gặp mà con bán nhà hàng là con bán cái dĩa cơm là cả trăm đô á. Này kêu là cơm chiên hải sản ha. Cơm chiên hải sản. You want Ken? Hả? So you want Ken? Yeah. Nó cay rồi mà. Ấy nó chúc chúc it's okay. Chúc chúc à, chúc chúc không sao không con. Xin mời cả nhà ăn cơm chiên với gia đình mình. Thế chứ mình đi ăn ở ngoài quán á, mình đi chỗ nào mình ăn món này món kia chứ không phải kêu là dĩa cơm chiên. Hoặc là dĩa mì xào. Ừ. Ha. Đúng rồi. Mình ăn mấy cái món khác nha. Cay rồi đó Đường Huynh ha. Cay hết con. Cay mà hết con. Cay. Cay. Nhưng mà cay. 45 cái. 30 ngay cay. Được. Anh ăn cay rồi. Ngon quá. Ngon ba. Ngon quá ngon. Ngon. Tuyệt vời. Nó mềm cơm với nó không có khô. Này cũng vừa ăn. Gạo này chiên lên thì cũng không có sợ bị mềm lắm. Trưa mai hai cha con mình đi ra sân bay đón chú Bình ha. Ok con. Chú Bình tới đây mấy giờ con? Như 3-4 giờ chiều hay sao? Good time to have to pick chú Bình. Vui nha. Chú Bình lót hai tí. Oh, so you'll go get them and then I'll pick up Shady. Mọi người biết cho không? Tại vì cái Tết giờ rồi mình không có về Việt Nam. Bé đám dỗ ba cha mình cũng không có về Việt Nam. Đúng rồi. Nên cái đợt này đó là hai vợ chồng mình về Việt Nam chơi cũng hơi lâu. Nên phải vậy chú Bình mới nói thôi để em tranh thủ thời gian em bay qua chơi với anh chị ít bữa đó. Để đưa anh về Việt Nam. Chú qua đây chơi cũng cả tuần rồi con ha. Ở bữa nào cũng vậy qua đây chơi phải chơi cả tuần, tuần á. Chứ còn đi 4-5 ngày thì nó nhanh quá. Đúng rồi. À đây chú qua đây mà chú về là còn tuần sau mình đi rồi đó ha. Ở bên này mà lâu lâu á có anh em tới hay có khách gì vui lắm cả nhà. Ừ. Tại vì á hả ở bên đây mà khách tới nhà với lại anh em tới cũng khó anh không hả. Ừ. Cho nên á lâu lâu có anh em có chị em có khách tới á mình thấy vui lắm. Ngon quá ngon ạ. Cảm ơn mẹ có nồi cơm chiên rất nhiều luôn. Học thử đi. Ngon nhà hải sản ngon. Mà mỗi lần Ngọc dẫn đi ăn mà ba đồ cơm chiên cái tự nhiên cái Ngọc mất hứng. Tại vì mình muốn ba ăn những cái món khác cho ngon. Tự nhiên rồi ăn cơm chiên bác kêu ba dĩa cơm chiên lên là thấy rồi không. Đã mình dẫn tới đây để ăn những cái món lạ món khác. Nè nè nè, ba ăn cái càng cua đi. Cái càng cua này nè ba ăn không trước đi. Đây là càng cua đá. Món vỏ nó dày. Mẹ là con biết rồi, mẹ biết là con đói rồi. Đúng rồi, chúng ta ngồi ăn luôn với ngoại bà ngoại với ba mẹ. Quay xong cái clip này là mẹ đút con kia con ăn liền. Mẹ giữ định bụng mẹ rồi. Rồi ăn vài miếng trước đó trước đi. Ôi gai hả? Chay chay con ăn cái bịch màu trắng này ngon lắm chay. Con ăn thử cái bịch màu trắng này cho ngoại chỉ kìa đó, ngay chỗ đó đó. Bịch màu trắng đó, đó. Mẹ nè, còn mẹ là phải ăn thử cái cho biết chứ còn. Quá đã luôn. Mẹ nè, đó. Ừ. Ngon. Cắn cái bà cắn cái hết cô. Ngon quá. Ăn cay quá rồi. Dây ăn mới ngon á. Nè phải đồ cay. Cắn luôn mẹ không? Cắn luôn. Dễ làm chứ. Nè, món ăn ngon ơi. Chia sẻ. Không, không mẹ vậy. Món ăn ngon phải chia sẻ. Còn mấy cái càng trong đó mà con không làm là tại vì con với Đu Huynh không muốn ăn. Ừ. Chứ còn có đống càng trong đó không làm có hai cái. Hôm qua vô cái chỗ bán tôm hùm á cả nhà. Thấy cái cửa hàng đó trưng mấy cái càng cua này ngon quá đi cái em Ngọc nó thôi để mình mua về mình ăn. Cái cũng mua mấy phao. Ngon. Ngon. Chuyến này mình đi về hai vợ chồng mình với cháu ngoại. Nói chứ hồi bữa là lúc mà Ngọc kể ra cái câu chuyện mà chay với ông ngoại với bà ngoại Việt Nam á, là Ngọc kể như thế này nè. Mới đầu chay không có chịu đi,
Nhưng xong rồi cái bây giờ suy nghĩ cách làm sao để cho chay đi trước, chay về trước chơi mấy tuần, xong rồi sau đó Ngọc sẽ về Ngọc đó. Rồi giờ năn nỉ hoài không chịu, mới suy nghĩ ra được cách là tại vì nó rất là quan tâm ông ngoại bà ngoại nó khi mà đi một mình, thì mới suy nghĩ ra được cái cách để dụ. Là hả, bây giờ con biết làm sao không, bà ngoại lỡ ấy là ai mở cầu thang cho bà ngoại, lỡ ai là mở thang máy cho bà ngoại, nên mình sẽ tìm ra cái cách dụ. Mà ai ngờ nói đó cái là bắt đầu người ta muốn chịu đi liền, để người ta bảo vệ ông ngoại bà ngoại của người ta. Nó sợ ông ngoại bà ngoại đi lạc lắm cả nhà, thương lắm, tội nghiệp lắm. Là cái cách đó là cách cục dụ chay để cho chay về Việt Nam được với bà ba, chứ còn không là chứ không lại, có đường nào đi chuyến đâu. Này á, chuyến này là Ngọc với chay về không có lâu, nên á là hai anh của chay ở Việt Nam á là muốn em gái về lắm. Mà bây giờ nếu mà đi với mẹ thì về ít quá thì chơi tội nghiệp hai anh ở bển, cứ trong nghỉ hè để em mình về, mà cứ gọi điện thoại là cứ chay ơi chừng nào nghỉ hè. Mà mình thấy nếu mà đi ít quá tội nghiệp, tới hồi lúc nó về tội nghiệp hai anh, cái mình muốn cho cháu đi trước với mình để chơi lâu lâu một chút. Cái nói nó dụ nó hoài nó không đi, nó nói con muốn đi với mẹ, con đi với mẹ thôi. Vậy cái là dụ nói vậy tại biết cái ý nó rất là lo cho ông bà nên mình dụ. Khi mà đi ra sân bay á là phải mua cái ghế xe lăn. Chứ còn nói vậy chứ nó biết đường đâu nào đi. Đúng rồi. Rồi nó biết cái terminal nào đâu tới. Phải cái ra nói với là cái chua mà chắc ăn cái vé mình á là cho tôi mỗi lần mà ba mẹ tôi xuống với con tôi xuống đầu cho cái ghế. Rồi như cái tờ mà con đưa cho mẹ đó, cái tờ mà ủy quyền mà con không có gì luôn, không có con đưa cho mẹ, rồi con sẽ phải đưa cho mẹ một cái giấy khai sinh nữa. Em cất ở trong cái vỏ, cái ngăn ngoài vỏ. Phải chỉ ba nha. Cái tờ giấy đó, tờ giấy ủy quyền. Là như là mọi người đã thấy ở đầu cái video clip là Ngọc với là chồng Ngọc lên mạng in cái tờ giấy đó ra, xong rồi cái đi cho người ta giống như là công chứng rồi vậy đó. Rồi bắt đầu đưa mẹ với ba cầm về, rồi phải đưa cho mẹ với ba cái khai sinh của chay. Thường thường á, lần trước chay đi lúc mà chay mới 8 tháng đâu có ai hỏi gì đâu mẹ. Không có ai hỏi hết, nhưng mà mình phải có ba mẹ chay cũng phải làm cái giấy cho ông ngoại bà ngoại cầm theo cho bảo rảnh rồi. Nhưng không có lấy gì hết, nhưng mà hay có cái là anh Công biết xong vô kiểm tra cũng kỹ anh Công á, tại mình có đem sữa cho cháu á. Vô á thì mấy người check in á thì người ta biết là mình ẵm em bé là có sữa, nhưng mà người ta vẫn đi kiểm, người ta nói mình đem chai sữa lại cái chỗ mà kiểm anh Công, lấy một cái tâm bỏ vô sữa, xong rồi đem lại cái máy quẹt cái là hả, họ biết sữa của em bé không có cái chất gì trong đó. Đúng rồi. Là họ cho mình đem theo cho em bé uống. Take Jenny to drink kids drink. Me? Yeah, somebody's drinking a Prius tomorrow at 6:30. Cái mẹ ba nó chay về thì con dưới đây thì Vinh giải quyết công việc. Đúng rồi. Hồng Vinh về sau. Ừ. Còn công việc gì bên đây con cứ lo. Ba and I this morning cleaned the Escalade and the Prius outside only. Hand wash. Cái xe mình, cái xe Toyota mình cho mướn sáng này người ta tới người ta trả không ạ? Đúng rồi. Sáng nay. So just tomorrow công. I gotta clean the inside. Mẹ nó, ủa cái xe này trả nào không? Muốn hai nữa. Trả rồi chán. Nè hả? Trời ơi. Bút hết nguyên một cái tháng 3 luôn, ngày mai sẽ có người tới lấy nè. Ừ. Rồi nguyên cái tháng 4 bút hết luôn rồi. Ừ. Lấy hàm lắm cả nhà. Không có xe ở nhà luôn á. Không có xe ở nhà luôn á. Kể cả xe bên lì luôn ha. Giờ được ở nhà mấy ngày không? Để nhà mấy ngày để chú Bình qua. Ba với chú Bình chở nhau đi đâu chơi nên còn chặn cái nhà đó lại. Mình cho mướn nhưng mà mình chặn được nha các bạn. Thí dụ như mình biết cái ngày nào đó cái gì sao có bắt đầu mình chặn cái ngày đó lại là không ai bút được, nhưng mà người ta sẽ bút những cái ngày sau đó. Rồi xong rồi trong vòng tháng 4 á, là có cái chuyến mà cái anh kia anh qua anh chơi, nhưng mà ảnh con với Điều Huynh sẽ chạy xe giao tới cho ảnh ở ngoài sân bay á. Dạ hả? Rồi nhưng mà mình chặt tiền. Rồi một chút chia sẻ với tất cả mọi người về những cái hoạt động trong gia đình, và một bữa cơm quá là chất lượng, quá ba là phải ăn thêm 5 chén nữa mới được. Hai chén đầy rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi cái video clip ngày hôm nay. Chúc tất cả mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người vào những video clip tiếp theo của gia đình mình. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt cả nhà.